Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ quay chậu mẫu mai vàng cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh chậu Quyển Quỳnh Tùng của mình nha cả nhà. Chúc cả nhà làm ăn phát tài và xem video vui vẻ.
Vậy thì tới đây mình xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem hãy cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chậu Khuyển Quỳnh Tùng của mình sớm ngày được 100.000 cá sấp nha cả nhà. Chúc cả nhà bình an mạnh khỏe, làm ăn phát tài và xem video vui vẻ. Chào cả nhà, bye bye.